sáu phần, còn gọi là đại tiện không tự chủ, là đại tiện ngẫu nhiên không chủ đích, rầm đùng ra phân rắn, phân lỏng hạt chất nhầy từ hậu môn. Sáu phần có thể gây bực bội, khó chịu và làm cho bạn cảm thấy lúng túng. Một số người cảm thấy xấu hổ và cố che giấu vấn đề. Bạn có thể sẽ e ngại hoặc ngượng ngùng khi mà nói về tình trạng xoắn phân của mình cho bác sĩ. Tuy nhiên, việc trao đổi và cởi mở thẳng thắn với bác sĩ là yếu tố quan trọng để chẩn đoán và điều trị chứng xoắn phân của bạn. Loại đại tiện không tự chủ thường thấy nhất là xoắn phân cấp kỳ, urs, incontinence. Khi bị xoắn phân cấp kỳ, bạn cảm thấy cấp thiết cần phải đi đại tiện, nhưng không thể ngăn được việc đại tiện diễn ra trước khi đến nhà vệ sinh. Nếu bị xoắn phân cấp kỳ, các cơ sàn chậu có khả năng là quá yếu để có thể kiềm được việc đại tiện, do cơ sàn chậu bị hủy hoại hoặc là do dây thần kinh bị tổn thương. Một loại đại tiện không tự chủ nữa là xoắn phân thụ động. Khi xoắn phân thụ động, phân bị rỉ ra ngoài mà bạn không hề hay. Nếu bị xoắn phân thụ động, cơ thể có thể không cảm nhận được lúc nào trực tràng đã có đầy phân. Các chuyên gia y tế cho rằng xoắn phân là tình trạng sức khỏe phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 3 người đến khám bệnh tổng quát, tức là khoảng 3 người đến khám thì có một người bị xoắn phân. Xoắn phân thường thấy ở người cao tuổi. Trong những người trưởng thành nằm viện thì có đến 18 đến 33 người bị đại tiện không chủ đích. Trong những người cao tuổi ở nhà dưỡng lão thì có đến 50 đến 70 trong 100 người bị mất chủ động đại tiện. Có khoảng 2 trong số 100 trẻ em bị tiểu đường. Đối tượng dễ bị mất chủ động đại tiện gồm trên 65 tuổi, không năng vận động về thể chất, mắc những bệnh kinh niên và các tình trạng sức khỏe nhất định, bị cắt bỏ túi mật, có thói quen hút thuốc lá. Những trẻ em được sinh ra mắc những bệnh bẩm sinh nhất định ở tủy sống, hậu môn trực tràng thì dễ bị tiêu đường. Trẻ bị táo bón cũng có khả năng dễ bị tiêu đường hơn. Người bị xoắn phân có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe khác như tiêu chảy, sức khỏe yếu kém, các rối loạn và bệnh mãn tính như là hội chứng ruột kích thích, tiểu đường type 2, các bệnh ảnh hưởng đến các sợi dây thần kinh ở hậu môn, sàn chậu hay là ở trực tràng, bệnh viêm ruột mãn tính. Các bệnh nhân bị hỏng hoặc bị yếu ở các cơ, các sợi thần kinh ở hậu môn, sàn chậu và trực tràng, bị xoắn tiểu, bị viêm đại tràng, v.v. Xoắn phân có thể gây ra da quanh hậu môn bị khó chịu hoặc bị kích ứng, cảm giác buồn khổ, lo âu về mặt xã hội như là lo sợ, xấu hổ, tách biệt khỏi xã hội, mất lòng tự trọng hoặc là giận dữ, trầm cảm. Các vấn đề về liên quan chất lượng cuộc sống như không thể nào tập thể dục, làm việc hoặc đến các buổi tụ tập đông người. Về triệu chứng của xoắn phân, triệu chứng của xoắn phân tùy thuộc vào loại đại tiện không tự chủ. Nếu xoắn phân cấp kỳ, bạn sẽ biết khi nào cần phải tống phân ra ngoài, nhưng không có khả năng kiểm soát được việc đẩy phân ra ngoài trước khi bạn đến nhà vệ sinh. Nếu xoắn phân thụ động, bạn sẽ tống phân hay chất nhầy ra khỏi hậu môn mà không hề biết. Các chuyên gia y tế tính cả các vật hay các vết phân hoặc vết nhầy dính ở quần lót của bạn, rồi là ỉa ra quần, cũng là một triệu chứng của xoắn phân. Bạn nên đi khám bác sĩ nếu tình trạng đại tiện không tự chủ xảy ra thường xuyên hoặc ở mức độ nghiêm trọng. Mặc dù một số người có thể xoay trở
với tình trạng xoắn phân ở mức độ nhẹ hoặc là không thường xuyên, nhưng bạn nên đi khám bác sĩ nếu tình trạng này ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống, khiến bạn có cảm giác đau khổ hoặc là lo âu về mặt xã hội. Về nguyên nhân của xoắn phân như thế nào? Đại tiện không tự chủ thì có rất nhiều nguyên nhân, gồm các rối loạn về đường tiêu hóa hoặc là bệnh mãn tính. Một số nguyên nhân gây xoắn phân như là sanh con qua đường âm đạo ở phụ nữ. Thứ nhất là về tiêu chảy. Phân lỏng nhiều nước do tiêu chảy nhanh chóng làm đầy trực tràng và bạn khó kiềm phân lỏng hơn là phân rắn. Tiêu chảy là yếu tố nguy cơ thường thấy nhất ở tình trạng xoắn phân ở những người không nằm ở bệnh viện hoặc là viện dưỡng lão. Tiêu chảy có thể do các vấn đề về tiêu hóa như bệnh viêm ruột, hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng. Đó là về tiêu chảy. Nguyên nhân gây táo bón cũng gây xoắn phân. Táo bón có thể làm phân dồn thành cục to, cứng và khó tống phân ra ngoài. Phân cứng làm giãn các cơ ở trực tràng và theo thời gian sẽ làm yếu các cơ này. Những cơ trực tràng bị yếu làm phân chứa nhiều nước tích tụ sau chỗ phân cứng do táo bón và xoắn ra ngoài. Cái đó là do yếu cơ hay là tổn thương cơ. Các cơ ở hậu môn, sàn chậu hay trực tràng bị tổn thương hay suy yếu, chúng có khả năng không giữ hậu môn đóng kín, làm phân bị xoắn ra ngoài. Các cơ này có thể bị tổn thương hay suy yếu do phẫu thuật, cắt bỏ ung thư ở hậu môn hay trực tràng, cắt bỏ búi trĩ, điều trị áp xe và nứt quanh hậu môn. Cái đó có thể do nguyên nhân chấn thương. Các dây thần kinh bị tổn hại. Nếu các dây thần kinh kiểm soát các cơ ở hậu môn, sàn chậu và trực tràng bị tổn hại, thì các cơ ở khu vực này không thể hoạt động được bình thường. Các dây thần kinh báo hiệu cho biết khi nào có phân trong trực tràng bị tổn hại sẽ khiến cho bạn khó mà biết được khi nào cần tiền nhà vệ sinh. Các dây thần kinh bị tổn hại có thể do thói quen rặn để tống phân ra ngoài theo một thời gian dài, tổn thương ở não, tổn thương dây thần kinh tủy sống. Cái đó là các bệnh về thần kinh. Các bệnh thần kinh ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở hậu môn, trực tràng, sàn chậu đều có thể gây xoắn phân. Những bệnh này như là sa sút trí tuệ, đa xương cứng, bệnh Parkinson, bệnh nhân bị đột quỵ hoặc là bệnh tiểu đường tiếp 2. Cái đó là do giảm khả năng giãn cơ ở trực tràng. Nếu trực tràng bị sơ quá hay là bị viêm, cơ trở nên cứng ngắc, trực tràng có thể trữ đầy phân và phân xoắn ra ngoài. Phẫu thuật trực tràng, xạ trị và bệnh viêm ruột có thể bị xẹo quá và gây viêm ở trực tràng. Kế đến là bệnh trĩ. Bệnh trĩ có thể khiến cho các cơ ở quanh hậu môn không thể đóng hoàn toàn, dẫn đến một ít phân hoặc chất nhầy xoắn ra ngoài. Bệnh xa trực tràng hậu môn. Xa trực tràng hậu môn làm cho trực tràng xa xuống hậu môn, ngăn không cho các cơ quanh hậu môn đóng kín hoàn toàn, dẫn đến một số phân hoặc chất nhầy xoắn ra ngoài. Cái đó là ít vận động về thể chất. Bạn không phải là người năng vận động, đặc biệt ngồi và nằm lâu trong nhiều giờ, có thể sẽ trữ rất nhiều phân trong trực tràng. Phân lỏng có thể rỉ xung quanh phân cứng. Vì lý do này, những người lớn tuổi bị suy nhược có thể bị xoắn phân liên quan đến táo bón. Cái đó là sinh con qua đường âm đạo. Sinh con đôi khi gây tổn thương các cơ ở quanh hậu môn. Điều này có thể dẫn đến xoắn phân. Nguy cơ xoắn phân cao nếu thai to trước khi sinh ra. Sinh con có sự hỗ trợ của kẹp gấp thai hoặc xếp. Sinh con có sự hỗ trợ của giác hút. Bác sĩ cắt tầng sinh môn ở vùng âm đạo nhằm ngăn ngừa đầu của đứa bé xé rách âm đạo trong khi sinh. Cái đó là xa trực tràng âm đạo. Xa trực tràng âm đạo là tình trạng
trực tràng lòi ra ngoài đường âm đạo xảy ra khi lớp cơ bị mỏng, thành trực tràng âm đạo trở nên suy yếu. Phân có thể ở trong trực tràng bởi vì xa trực tràng âm đạo khiến khó tống phân ra ngoài hơn. Cũng nhắc đến đụng ở trẻ em. Ở những trẻ trên 4 tháng tuổi, nguyên nhân phổ biến nhất của tiêu đụng là táo bón, kèm tình trạng dồn nhiều phân ở trực tràng. Khi phân xoắn ra ngoài, trẻ không thể cảm nhận được khi nào có phân mới đi vào trong trực tràng. Trẻ có thể không biết rằng mình bị đại tiện. Phân có nhiều trong trực tràng có khả năng khiến cơ thắt trong hậu môn trở nên thả lỏng mãn tính, dẫn đến phân mềm rỉ ra ngoài phân cứng và xoắn ra ngoài. Các dị tật ở hậu môn trực tràng hay là đại tràng như là bệnh to đại tràng bẩm sinh, miraculum, có thể gây tiểu đụng ở trẻ. Những dị tật bẩm sinh làm suy yếu các cơ sàn chậu hoặc làm tổn thương các dây thần kinh ở hậu môn hoặc trực tràng. Những tổn thương ở cơ thần kinh ở trực tràng giống như những tổn thương ở tủy sống cũng dẫn đến xoắn phân. Về chẩn đoán xoắn phân như thế nào? Bác sĩ căn cứ vào bệnh sử, khám lâm sàng và các xét nghiệm y tế để chẩn đoán tình trạng mất tự chủ trong đại tiện và những nguyên nhân gây xoắn phân. Bác sĩ sẽ khám trực tiếp bằng ngón tay, khám bụng chậu để xem các cơ quan sinh sản bên trong của phụ nữ có bình thường không, thông qua cảm nhận hình dáng và kích thước của chúng. Làm các xét nghiệm như xét nghiệm máu có thể thấy tình trạng thiếu máu, viêm, nhiễm trùng. Xét nghiệm phân thì có thể chỉ ra sự hiện diện của máu và các tình trạng viêm nhiễm. Xét nghiệm nước tiểu để xem bệnh nhân có bị tiểu đường type 2 hay không. Kiểm tra chức năng đại tiện, xem hoạt động của các cơ, các dây thần kinh ở hậu môn trực tràng, ở sàn chậu, v.v. Như đo áp lực hậu môn trực tràng để kiểm tra mức độ nhạy của trực tràng, khả năng hoạt động của trực tràng và khả năng hoạt động của cơ vòng hậu môn. Chụp X-quang trực tràng động để đánh giá khả năng giữ và tổng phân. Làm xét nghiệm điện cơ đồ để đánh giá khả năng hoạt động của các cơ và dây thần kinh ở vùng hậu môn và vùng sàn chậu. Cái đó là dùng phương pháp nội soi như là nội soi hậu môn, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng sigma bằng ống mềm, X-quang đường tiêu hóa dưới, chụp CT hoặc cộng hưởng từ MRI, siêu âm. Về điều trị xoắn phân, bác sĩ sẽ khám và cho biết nguyên nhân gây xoắn phân và cách chữa trị các nguyên nhân đó. Các biện pháp đơn giản, chẳng hạn như thay đổi chế độ ăn, sử dụng thuốc, tập đại tiện và tập thể dục để làm khỏe các cơ sàn chậu như bài tập Kegel mà bác sĩ đã có nói ở video trước. Các bạn đón xem. Những bài tập này có thể cải thiện được đến 60% các triệu chứng. Các biện pháp điều trị này có thể ngăn chặn tình trạng xoắn phân ở 1 trong 5 người. Bác sĩ cũng có thể đề nghị các bạn làm giảm các triệu chứng gây khó chịu ở hậu môn và giải quyết tình trạng đại tiện không tự chủ của bạn bằng các cách dùng các miếng thấm hút, đặt các miếng thấm hút trong quần lót là cách điều trị thường được áp dụng với tình trạng đại tiện không tự chủ. Thứ hai là thay đổi chế độ ăn. Nếu tiêu chảy là vấn đề xoắn phân, bác sĩ sẽ khuyên các bạn tránh dùng những thực phẩm dễ gây tiêu chảy. Nếu là do táo bón hoặc là bệnh chỉ, bác sĩ sẽ đề nghị bạn ăn thêm chất xơ và uống nhiều chất lỏng. Những thuốc không kê đơn tùy thuộc vào nguyên nhân. Các loại thuốc không kê đơn có thể giúp cho bạn thuyên giảm tình trạng xoắn phân. Nếu tiêu chảy là nguyên nhân thì bác sĩ có thể khuyên bạn sử dụng là Imodium, Peperbitmon, Carbetat. Nếu táo bón là nguyên nhân, bác sĩ có thể đề nghị sử dụng thuốc nhận trường là mềm phân hoặc là bổ sung chất xơ như là Psyllium, biệt dược là Metamucil hay Metincellulo, biệt dược là Citrulline. Cái đó là tập đại tiện. Bác sĩ có thể đề nghị bạn nên tập đại tiện trong những thời điểm xác định như là sau khi ăn. Phát triển thói quen đại tiện có thể mất trong vài tuần cho đến vài tháng để cải thiện tình trạng xoắn phân. Các bài tập cơ sàn chậu
với các bài tập cơ sàn chậu như là những bài tập về cơ ghen, chị có nói về video này, có thể cải thiện được triệu chứng sóng phần, thức chặt và thả lỏng các cơ ở sàn chậu nhiều lần trong ngày, có thể làm khỏe các cơ ở sàn chậu và trực tràng. Kế đó là liệu pháp phản hồi sinh học. Liệu pháp này có thể giúp cho bạn bằng cách cảm nhận khi phân lấp đầy ở trực tràng, khi bạn đang bị sóng phân thụ động, kiểm soát cảm giác cấp bách mãnh liệt muốn đại tiện nếu mà bạn bị sóng phân cấp kỳ. Liệu pháp phản hồi sinh học có thể sẽ hiệu quả hơn việc bạn tập các cơ ở sàn chậu. Kế đến là dùng biện pháp điện thần kinh đốt sống cùng. Dây thần kinh đốt sống cùng kiểm soát cơ dòng hậu môn trực tràng. Bác sĩ sẽ dùng biện pháp kích thích dây thần kinh đốt sống cùng khi các sợi dây thần kinh đốt sống cùng không hoạt động bình thường. Với biện pháp điều trị này, bác sĩ sẽ đặt những sợi dây điện cực nhỏ ở dưới da gần dây thần kinh đốt sống cùng ở vùng xương cụt. Một thiết bị chạy bằng pin dẫn truyền xung động điện đến các dây thần kinh đốt sống cùng. Điện sẽ kích thích các dây thần kinh ở xương đốt sống cùng, giúp chúng hoạt động đúng cách. Xung điện không gây đau. Bạn có thể bật hay là tắt thiết bị kích thích điện bất cứ lúc nào. Về những thuốc bán theo đơn, nếu những loại thuốc không kê đơn điều trị chứng sóng phân không hiệu quả, bác sĩ có thể kê những thuốc mạnh hơn. Những thuốc này có thể điều trị được những nguyên nhân gây tình trạng tiêu không tự chủ như là hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn và viêm đại tràng. Bác sĩ có thể đặt bóng âm đạo. Với những phụ nữ bị sóng phân, bác sĩ có thể sử dụng bóng âm đạo là một thiết bị bơm hơi, một quả bóng đặt trong âm đạo. Bóng này gây áp lực lên thành của trực tràng thông qua âm đạo. Áp lực trên thành trực tràng ngăn không để phân đi qua trực tràng. Sau khi bác sĩ bảo đảm thiết bị này được đặt đúng chỗ, vừa dặn để bạn có thể bơm hơi hoặc rút hơi từ thiết bị theo nhu cầu chủ động của các bạn về đại tiện. Tiêm chất độn không tiêu như là silicon, chất độn không tiêu tiêm vào quanh thành hậu môn. Những mô đã phồng lên chiếm diện tích làm lối thông hậu môn của bạn sẽ trở nên hẹp hơn. Như vậy, cơ vòng có thể đóng chặt hơn. Kế đó là dùng phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật được lựa chọn khi mà các phương pháp điều trị không còn hiệu quả. Hai nguyên nhân gây ra tình trạng sóng phân do tổn thương ở các cơ ở sàn chậu hoặc là cơ quanh hậu môn. Phẫu thuật tạo hình cơ thắt là loại phẫu thuật điều trị sóng phân phổ biến nhất. Nối lại các đầu bị giãn của cơ thắt hậu môn bị rách do sinh con hoặc là do các tổn thương khác. Cơ thắt hậu môn nhân tạo. Phẫu thuật này gồm đặt một cái vòng quanh hậu môn và cấy ghép một cái bơm nhỏ vào dưới da để bạn có thể bơm hơi hoặc là xì hơi trong cái vòng. Bơm hơi cái vòng có tác dụng kiểm soát việc tống phân ra ngoài. Loại thủ thuật này không phải là biện pháp điều trị phổ biến vì nó có thể gây tác dụng phụ. Thủ thuật mở thông ruột kết đưa trực tràng ra da là một biện pháp phẫu thuật để đưa ruột kết ra ngoài thành bụng và phân được thu vào một cái túi ở bên ngoài. Phẫu thuật này là giải pháp cuối cùng để điều trị đại tiện không tự chủ. Giải pháp này hiếm được sử dụng do hậu quả của nó làm giảm chất lượng của cuộc sống. Các loại phẫu thuật khác để điều trị nguyên nhân như sóng phân, như điều trị trĩ, xa trực tràng hậu môn, xa trực tràng âm đạo. Đại tiện không tự chủ có thể làm cho bạn có cảm giác khó chịu, chẳng hạn như hậu môn bị tấy, đỏ, đau hoặc ngứa. Bạn có thể giảm sự khó chịu đó bằng cách rửa vùng hậu môn sau khi đại tiện, thay quần dính phân càng sớm càng tốt, giữ hậu môn khô thoáng, dùng kem dưỡng ẩm ở quanh hậu môn, dùng các bột phấn không chứa thuốc, dùng các miếng lót từ vật liệu viskin có khả năng thấm hút và thấm mồ hôi vượt trội, hai quần lót dùng một lần, mặc quần áo thoáng khí. Tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên về y tế về loại kem dưỡng ẩm hoặc phấn bột nào thích hợp với bạn. Bạn có thể thực hiện những điều sau đây để khắc phục tình trạng đại tiện không tự chủ. Đi vệ sinh trước khi ra khỏi nhà.
mang theo túi có chứa các đồ dùng tẩy rửa để thay quần áo khi đi ra khỏi nhà, tìm nhà vệ sinh công cộng trước khi cần dùng, mặc các miếng lót ở trong quần lót, mặc quần lót dùng một lần, dùng chất khử mùi phân, những viên thuốc có bán không cần kê đơn để làm giảm mùi phân và mùi rắm, sử dụng các loại thuốc không cần kê đơn để ngăn ngừa tiêu chảy trước khi đi ăn ở nhà hàng hoặc là những nơi tụ tập đông người. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nếu có câu hỏi gì, hãy comment bên dưới video. Và nếu chưa đăng ký kênh, hãy subscribe kênh và nhấn vào hình chuông để được đón nhận nhiều video mới tiếp theo. Riêng những sản phẩm bác sĩ nhắc đến ở trong video mà không phải kê đơn để chữa trị và phòng ngừa bệnh, các bạn có thể nhấn vào đường link bên dưới video để chọn mua cho mình và người thân của mình. Xin cảm ơn. Xin chào.